Xin chào tất cả các bạn. Trái đất của chúng ta là một hành tinh kỳ lạ, một hành tinh khác biệt với hầu hết mọi hành tinh khác trong vũ trụ. Nếu như bản thân các hành tinh cũng là một cơ thể sống biết suy nghĩ, thì kim tinh, hỏa tinh hay các hành tinh khác trong hệ mặt trời sẽ nói gì về trái đất? Này người anh em, con người làm cậu mọc nhiều mụn quá. Hoặc sẽ là, này trái đất, cậu đang chuẩn bị phát tán con người ra khắp hệ mặt trời đó hả? Tôi thấy họ đang chuẩn bị đổ bộ lên nhà tôi rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như vũ trụ cũng là một cơ thể sống? Không còn chối cãi được nữa, lúc đó con người cũng giống như một loài virus. Và chúng ta đang tìm mọi cách để vươn xa sự ảnh hưởng ra ngoài bầu khí quyển của trái đất. Tất nhiên, đây chỉ là một sự tưởng tượng thú vị. Nhưng các bạn biết đấy, chẳng có chuyện kỳ lạ nào mà không thể xảy ra trong vũ trụ này cả. Mọi vật chất mà chúng ta biết đến đều được cấu tạo từ những hạt cơ bản siêu nhỏ. Những cấu trúc khổng lồ như một ngôi sao hay cả một thiên hà đều không nằm ngoài sự sắp xếp này. Chúng ta càng đi sâu vào thế giới vật chất lại càng thấy được rằng những thứ nhỏ bé đó cũng là một công trình đồ sộ được liên kết từ những thứ nhỏ bé hơn. Và thứ nhỏ bé nhất, các hạt quark, có lẽ vẫn chưa phải là nấc thang cuối cùng. Theo Stephen Hawking, nếu muốn phá vỡ được các hạt quark thì máy gia tốc hạt của chúng ta có lẽ phải có chu vi tương đương hệ mặt trời. Con người chúng ta là một cơ thể sinh học phi thường, một cấu trúc tinh vi, chẳng hề thua kém bất kỳ mạng lưới vũ trụ nào. Hiện tại, chúng ta đang sống trên một hành tinh nhỏ bé, với một ngôi sao trung bình, trong một thiên hà giống hàng tỷ những thiên hà khác, và cũng có thể là trong một vũ trụ rất bình thường mà thôi. Thi thoảng chúng ta cũng bị những con virus nhỏ bé tấn công. Chúng ta muốn loại bỏ nó ra khỏi thế giới. Tuy nhiên, có một sự thật, chúng ta còn dễ dàng bị xóa sổ khỏi vũ trụ hơn bất kỳ loài virus nào trên hành tinh này. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua một vài hành tinh kỳ lạ trong vũ trụ. Nhưng tất nhiên, nó sẽ không thể nào kỳ lạ bằng trái đất được. Nằm cách mặt trời 434 năm ánh sáng, về phía chòm sao Nhân Mã, Centaurus, J1407 là một ngôi sao tương tự mặt trời. Đây là một ngôi sao còn rất trẻ, chỉ mới 16 triệu năm tuổi. Từ trái đất, chúng ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Năm 2007, ngôi sao này được theo dõi trong dự án tìm kiếm các ngoại hành tinh thông qua phương pháp quá cảnh. Quan sát được thực hiện bởi kính viễn vọng Super WASP đặt tại châu Phi. Super WASP là một kính thiên văn robot được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Nó tự động vận hành và tự động kết thúc công việc mà không cần đến sự can thiệp của con người. Hành tinh J1407B được phát hiện khi nó che khuất một phần ánh sáng của ngôi sao chủ. Tuy nhiên, thời gian ánh sáng bị che khuất lại kéo dài đến gần 2 tháng. Điều này đã tiết lộ cấu trúc vành đai siêu khủng mà hành tinh này đang sở hữu. Đồng thời nó cũng trở thành hành tinh đầu tiên có vành đai được chúng ta tìm thấy bên ngoài hệ mặt trời. Theo những chuẩn đoán sơ bộ, hành tinh này có khối lượng lớn hơn sao Mộc khoảng 10 đến 40 lần. Bản thân nó cũng là một hành tinh khí khổng lồ, hoặc cũng có thể là một ngôi sao lùn nâu. Nó chuyển động quanh ngôi sao chủ với chu kỳ hơn 10 năm trái đất. Trong trường hợp bình thường, các hành tinh lớn cỡ sao Mộc chỉ có thể che khuất được 1% ánh sáng của ngôi sao chủ. Nhưng hành tinh này và hệ vành đai của nó lại che khuất đến 95% ánh sáng của ngôi sao chủ. Nếu so sánh với vành đai của sao Thổ, thì hệ thống vành đai này rộng đến hơn 300 lần, trải dài ra không gian hơn 90 triệu km, xấp xỉ 0,6 AU. Ví dụ như trái đất sở hữu hệ vành đai này, thì nó sẽ trải rộng qua cả quỹ đạo của sao Kim, và chúng ta sẽ có một tầm nhìn phi thường khi quan sát trên bầu trời. Xen giữa vành đai là một vệ tinh lớn, kích thước dao động từ sao Hỏa đến trái đất, chuyển động ngược chiều so với quỹ đạo mà hành tinh quay quanh ngôi sao chủ. Cho đến nay, J1407B là hành tinh có hệ thống vành đai lớn nhất trong dải ngân hà mà chúng ta biết đến. Tuổi đời của nó vẫn còn rất non trẻ. Trong vài tỷ năm tới, những chiếc vòng này sẽ dần mờ nhạt và bồi tụ thành các mặt trăng tự nhiên. Nếu như sao Thổ có chiếc nhẫn lớn như vậy, thì trên bầu trời, chúng ta sẽ thấy nó lớn hơn từ 3 đến 4 lần trăng tròn.
Nhiều khả năng J1407B là một ngôi sao thất bại. Nó đã không có đủ vật chất và khối lượng để trở thành một ngôi sao đúng nghĩa. Các phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi hành tinh này vẫn có thể diễn ra, nhưng không thường xuyên. Vì vậy, khả năng rất cao bản chất của nó là một ngôi sao lùn đầu. Tại trái đất, nước là một tài nguyên quý giá. Nước có rất nhiều, bao phủ đến 3/4 bề mặt hành tinh. Nhưng chúng ta vẫn gọi là trái đất, chứ không phải là trái nước. Mặc dù bao phủ một phần lớn diện tích bề mặt trái đất, nhưng về cơ bản, thành phần chủ yếu cấu tạo nên hành tinh của chúng ta vẫn là đất đá. Ở một số các hành tinh khác ngoài hệ mặt trời, nước cũng tồn tại rất nhiều. Nhiều đến mức nước không chỉ bao phủ hành tinh, mà nó còn tạo thành hành tinh. Gliese 1214b là một ngoại hành tinh như vậy. Hành tinh này quay quanh ngôi sao lùn đỏ Gliese 1214, được phát hiện vào năm 2009. Ngôi sao này cách mặt trời 48 năm ánh sáng, về phía chòm sao Ophiuchus. Hành tinh này có thể được gọi là một siêu trái đất, mặc dù bề mặt của nó có thể không có nhiều lục địa hay các thành phần cứng. Đường kính của nó lớn hơn trái đất 2,7 lần, nặng hơn trái đất gần 7 lần, khoảng cách tới sao chủ là hơn 2 triệu km. Vì ở quá gần ngôi sao chủ mà nhiệt độ bề mặt của nó rất cao, lên tới 230 độ C. Theo các quan sát của kính viễn vọng không gian Hubble, thì khí quyển của hành tinh này bao gồm chủ yếu là hydro, heli và một lượng lớn hơi nước. Mật độ trung bình của hành tinh là trên dưới 2.000 kg trên mét khối. Với tỷ lệ mật độ này, nó rất phù hợp với cấu tạo 25% đá và 75% nước. Bên dưới bầu khí quyển ẩm ướt là một đại dương lớn bao phủ toàn bộ hành tinh. Vì vậy, hành tinh này giống như một viên nước giữa không gian. Đi sâu vào trong lõi, áp suất càng tăng, dẫn đến các trạng thái tồn tại khác nhau của nước như nước lỏng, nước siêu lỏng, băng nước hay plasma nước. Chắc hẳn có nhiều bạn đang thắc mắc tại sao nhiệt độ bề mặt của hành tinh cao như vậy mà nước không bị sôi và bay hơi, thậm chí còn tồn tại băng nước. Điều này có thể giải thích bằng áp suất khí quyển. Áp suất càng cao, nhiệt độ sôi cũng càng lớn. Vì vậy, nước lỏng vẫn có thể tồn tại bình thường tại nơi có nhiệt độ cao. Tuy nhiên, băng nước ở đây là dạng băng nước nóng, chứ không phải lạnh như trên trái đất. Trong hệ mặt trời của chúng ta, quỹ đạo của hành tinh lùn Diêm Vương có thể được coi là một trong những thiên thể xa xôi nhất, với khoảng cách tối đa là 49 AU, tương đương 7,4 tỷ km. Hành tinh lùn này mất 248 năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo xung quanh mặt trời. Thế nhưng những con số đó vẫn còn rất khiêm tốn so với một kẻ cô đơn mà chúng ta chuẩn bị nhắc tới, một kẻ xa nhà thực thụ. 2 Mars J2126 / 8140 là một hành tinh có quỹ đạo rộng nhất trong vũ trụ mà chúng ta từng biết đến. Nó quay quanh ngôi sao TIC 9486 / 927 / 1, cách mặt trời 27 năm ánh sáng, về phía chòm sao Octane, phía nam bầu trời. Hành tinh này ở xa ngôi sao chủ đến mức chẳng ai nghĩ là chúng có liên quan tới nhau. Nếu đứng trên hành tinh đó thì mặt trời của nó cũng chỉ là một chấm sáng trên bầu trời, giống như mọi ngôi sao xa xôi khác trong vũ trụ. Khoảng cách đó gấp 7.000 lần từ trái đất tới mặt trời, gấp 140 lần từ hành tinh lùn Diêm Vương tới mặt trời, dao động trong khoảng 4.500 đến 6.900 AU, tương đương với khoảng 1.000 tỷ km. Ánh sáng phải mất gần một tháng để di chuyển từ ngôi sao chủ tới hành tinh này. Nếu như trong hệ mặt trời, ánh sáng mất khoảng 4,6 giờ để đi tới hành tinh lùn Diêm Vương, thì tại hành tinh này là 26 ngày. Và nó phải mất hơn 900.000 năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo xung quanh ngôi sao chủ. Bản thân hành tinh là một quả cầu khí, nặng hơn sao Mộc khoảng 13 lần. Có nhiệt độ bề mặt dưới âm 200 độ C. Từ lúc hình thành, nó đã di chuyển được khoảng 50 vòng xung quanh ngôi sao mẹ, tương đương 45 triệu năm. Cho đến hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định tại sao một hành tinh có khối lượng như vậy lại có thể kết nối với ngôi sao chủ ở khoảng cách xa như thế. Nếu như con người sống trên hành tinh này,
thì ánh nắng quả thực là một thứ xa xỉ. Đây cũng là hệ mặt trời rộng nhất trong vũ trụ mà chúng ta từng phát hiện. Và hành tinh này đích thực là một kẻ xa nhà, cô đơn nhất mà chúng ta biết đến.